Dạ vâng, chào quý cô chú, tất cả các anh chị ở Việt Nam và quốc tế. Và hôm nay cập nhật về giá đó là gì ạ? Của Etherbot, đúng không ạ? Etherbot hiện tại bây giờ giá đang là gì ạ? 0,01394, thế cho nào? Nhìn biết ở trên, còn mặc kệ. Đây. Đó, và hiện tại đang có dấu hiệu là gì ạ? Tăng dần lên, đúng không ạ? Và đây đang là mức cái giá là gì ạ? Vôn hóa mới chỉ có khoảng chưa đến 1.500.000, được chưa nào? Chưa đến 1.500.000 đô mà giờ tổng số lượng mà Etherbot đó là ETBU là 100 triệu đồng Etherbot thôi. Của Etherbot đây là tài sản gốc của Etherbot rồi, và chúng ta hiện tại đang nghiên biết nên các cái sàn nào, được chưa nào? Đấy, Uniswap, đấy, Gate, XT và QM, và hiện tại giờ đang giao dịch nhiều ở trên sàn, nhiều hơn, vốn hóa nhiều hơn để mua nhiều hơn ở trên sàn Gate và QM, đi chân nào? TX cũng có, đi chân nào? Đang giao dịch nhiều nên đây, để cho các bạn biết nắm bắt cái thông tin, đi chân nào? Đây. Và như QM đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại đó thì đang giao dịch đấy, ở trên sàn QEM chưa, ở trên sàn Gate sao đó, đây trên sàn Gate, trên sàn Gate đó, mức độ đang giao dịch đang có dấu hiệu tăng lên đấy, chúc mừng các bạn đó, đấy chưa, theo giờ. Đấy, lúc nào nó cũng nằm ở trong cái dao động như thế này, có nghĩa là nó đang là gì ạ? Thời điểm tích trữ và bất kỳ lúc nào cũng có khả năng tăng trưởng các bạn. Đấy, nếu như bạn nào mà thấy đây là những thông tin tuyệt vời, hãy comment bên dưới nó rất tuyệt vời nào. Và ở đây sẽ có kênh YouTube đúng không ạ? Nó là kênh Crypto thông tin toàn cầu này, để các bạn thể nhấp vào đó để bạn có thể là diện xem. Đây, kênh Crypto thông tin toàn cầu sẽ cập nhật thông tin cho các bạn. Đó. Đây. Và khi bạn nhấp vào, như thế nào? Bạn nhấp vào phần xem thêm. Đó. Nhấp vào thêm thì ở dưới đây có những thông tin như nhập trực tiếp vào trên sàn CoinMarket, Gate hoặc là QM và các sàn khác, mình sẽ đặt ở đây. Và bạn có thể đăng ký một số các sàn Gate, QM và TX và các sàn khác để ủng hộ kênh, đi chân nào. Đó. Rồi. Và bạn thì vào nhóm, các cái nhóm này mình sẽ cố gắng có thể gửi vào đây và trên Facebook nữa. Và bạn có thể tặng mình một ly cà phê nếu như mà bạn thấy là thì bạn nhận được giá trị, đúng không ạ? Còn không nhất thiết bạn tặng. Đấy, do quyết định của cá nhân của bạn như thế nào. Đấy, rồi bạn ví dụ mình vào trên Facebook đi, đấy sẽ luôn luôn cập nhật cho bạn những thông tin về các tài sản số để bạn có cái này là có một cái góc nhìn và một cái quyết định của cá nhân của bạn để bạn sở hữu những tài sản thực sự là có giá trị, được chưa nào? Đây, đấy, nhấp vào thêm đó, ở đây nhấp vào thêm. Đó, thì ở đây cũng có những cái thông tin cập nhật cho các bạn, được chưa nào? Thì các bạn hãy nhấp vào đó, nhấp vào bên dưới để có thể xem thêm. Đó, rồi, ok. Vậy thì một lần nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã đón xem các cái thông tin đấy, cập nhật cho các bạn, chưa nào? Đấy, những cái tài sản số, những cái thông tin mà mình đang chia sẻ cho các bạn rất là giá trị. Đó, đây thì đây là dạng tài sản của Etherbot, nó là ETBU. Bạn thấy video này hay, hãy nhớ like, share và comment video này. Và nhớ follow và đăng ký kênh nhé. Vâng, một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong các cái dạng chương trình gần nhất. Xin chào, hẹn gặp lại.